Vâng, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài hiện tại hoàn thành. Và đang ở cái bài 7.3. À, là hoàn thành cái những cái phần B của những cái câu hỏi dưới này này, cái câu dưới này. Sử dụng những cái động từ ở trong ngoặc cộng với just, already hoặc là yet. Như là được hiển thị ở trên đấy. Câu số 1, bạn có thích thứ gì đó để ăn không? Bạn muốn ăn cái gì đó không? Thì trả lời, lời là không, cảm ơn. Tôi vừa mới ăn trưa rồi. Đây là câu này thì họ làm mẫu cho mình rồi. Và cái câu mà tôi vừa mới ăn trưa rồi ấy thì dùng hiện tại hoàn thành đơn giản. Trong cái trường hợp mà nó khoảng từ 11 giờ trưa cho đến khoảng 3 giờ đi. Vâng. Thì tầm đó tôi vừa mới ăn trưa rồi. Còn nếu mà đến tối thì chắc là dùng, ví dụ 7 giờ tối thì sẽ dùng là tôi đã ăn trưa rồi. Và lúc ấy phải nói là tôi vừa mới ăn tối. Thì không dùng hiện tại hoàn thành nữa. Vừa mới, nó cách vừa vừa thôi. Vâng. Và nó còn thực hiện được việc đấy một lần nữa. Ví dụ như là tôi vừa mới ăn trưa rồi mà nói lúc 12 giờ trưa. Thì tức là xung quanh cái thời điểm đấy những người khác vẫn có thể ăn trưa được nữa. Khoảng 2 giờ chiều thì vẫn quá đáng được. Nhưng khoảng 5 giờ chiều thì không còn ai được gọi là ăn trưa ở thời điểm đấy nữa. Cho nên sẽ nói là tôi đã. Sẽ không dù sẽ dùng quá khứ đơn. Câu số 2 là bạn có biết Julia ở đâu không? Thì câu trả lời cho cái phần B này là gì? Có. Tôi vừa mới nhìn thấy cô ấy. Tức là vừa mới nhìn thấy thôi. Thì tôi have là cấu trúc của nó rồi. Đi theo. Rồi đến just. Tôi vừa mới nhìn. See thành gì? Seen. See, saw. Và cứ gặp động từ đó thì mình biết là see này. Đó. Thì mình học luôn như này này. See là không chia này. Chia mới ngôi thứ ba số ít. Thì nó là sees. Rồi thêm ing thì nó là seeing. Ở quá khứ thì nó là số. See số. Ở quá khứ phân từ thì nó là seen. Thì liên quan đến một động từ thì thường nó có bốn dạng như thế này. Có bốn dạng. À, năm dạng như thế này. Dạng để nguyên này. À, còn một dạng nữa. À, cái dạng nguyên. Còn một cái dạng nữa. Là dạng to see. À, thì sáu dạng. Đó, với mỗi một động từ thì chúng ta tiếp cận ngay với sáu cái dạng của nó. Bây giờ có mạng người ta hỗ trợ rồi. Thì nó đơn giản thôi. Và 6 dạng, 2, 4, 6. Đó, I have just seen. Tôi vừa mới nhìn thấy. Hả? Cô ấy. Rồi, câu tiếp theo. Là David. David đã rời đi lúc mấy giờ? Thì câu trả lời là sẽ rời đi, xin lỗi. Bởi vì dùng hiện tại tiếp diễn thì dịch là David sẽ rời đi lúc mấy giờ cậu? Thì nó trở đi rồi. Thì có nghĩa là already là miêu tả cho cái tình huống mà nhanh hơn mình mong đợi. Ví dụ mày vỗ quả mít ở sau nhà chưa chín chưa? Con chưa ăn xong rồi, ăn hết rồi. Giờ mới hỏi. Đi đón
đứa nào đã đi đón nhóc đi học về chưa? Ôi gì, nó trở về từ lâu rồi. Đó, thì nhanh hơn mình mong đợi. Rồi mà. Đó. Thì chỗ này là he. Xong đến trợ động từ để theo cấu tạo, cấu trúc của hiện tại hoàn thành là has. Đi với ngôi thứ ba, số ít thì là has. Tiếp theo là đến already. Already. Người Mỹ thì hay o, mà người Anh thì thấy nó giống chữ o hơn, already. Rồi đến động từ leave. Leave thì bây giờ phải xem. Nguyên mẫu thì đương nhiên là để nguyên như thế. Rồi cái dạng thứ hai là dạng thêm to vào. Đấy, gọi là infinitive. Cái dạng thứ nhất là infinitive without to. Dạng thứ hai là infinitive có to. Dạng thứ ba là mình chia. Mình chia với ngôi thứ ba số ít, tức là thêm s, thêm es. Đó, hai cái đó. Thế là mình ở cái này lạ hoắc chẳng hạn. Thì mình lại sử dụng các cái trang web. Thứ nhất là hôm trước thì có một cái trang mà giới thiệu các bạn rồi, động từ bất quy tắc. Và xem ông này có bất quy tắc hay không bằng cách tống vào đây. Để tập đánh cho nó quen đi, L E A V hay sao ấy. Rồi nó hiện ra thì ông này là động từ bất quy tắc, left 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 left, giống như là bên trái ấy. Nó trùng luôn mấy cái từ đấy thì phải. Vâng. Thế còn cái này thì dùng bảng được, nghĩa là rời khỏi. Nhưng mà còn cái dạng thêm s, thêm es thì làm nào? Thì cái này phải gõ thử vào đây xem nó có đây. Số nhiều này. Nội động từ, ngoại động từ thì chắc là dùng từ điển thôi. Dùng từ điển quyển nào cũng được. Nó bị trùng, nó trùng cả với danh từ chiếc lá kìa. Đó. Không biết có cái trang nào nó hỗ trợ tiếp cái việc này nữa thì tốt. Thì lấy đại một quyển, đây là một quyển từ điển nào đấy. Số nhiều. Đấy, nó trùng với danh từ lá cây này. Tờ giấy cái gì lằng nhằng cả. Đó. Rồi chúng ta cho một từ điển khác, ví dụ như từ điển à nhưng từ điển nó không có số nhiều, thôi được cả. Từ điển Cam Dictionary chẳng hạn. Thì ở đây nó cũng có left left dạng ở dưới này này, nó đọc cái leaf và xem nó có dạng số nhiều không. Thì quyển thư điển này chỉ đưa ra các nghĩa thôi và các cái cách dùng của động từ này thôi, nó không thấy đưa ra số nhiều. Đó. Thì cái này mình phải dùng cứ cầm máy tính theo học ở nhà, ở điện thoại máy tính mình tra. À. Thì thấy nó có những từ, tìm được những trang hay thì các bạn match thôi. Đây là một trang chỉ tra được động từ bất quy tắc thôi, không chuyển được số ít sang số nhiều. À. Thì cái này cái dạng thứ hai của nó, dạng thứ ba rồi là thêm như này, nhưng mà cẩn thận hình như nó bị trùng với danh từ chiếc lá sao chưa biết, họ cứ để thế đi. Cái dạng tiếp theo của nó là quá khứ đơn,
Rồi cái dạng tiếp theo nữa là quá khứ phân từ. Mà tốt nhất là đọc theo các thuật ngữ quốc tế đi, thì sau này tra cứu nó dễ. Ví dụ như là lại còn thêm đuôi ing nữa chứ nhỉ. Còn một dạng nữa. Thêm ing thì không có thêm ed, bởi vì ed nó bất quy tắc rồi. Bỏ chữ e đi. Living. Thì mình gõ vào xem nó có không. Có, không? Đó, thì nó có ở đây này. Đó, Duolingo này thì Leaving. cũng được, cũng được. Mình cũng học theo cái phần mềm này cũng khá là hay, nhiều từ vựng. Rồi có cái ông từ điển Soha gì đấy nữa này. Cũng nhiều này. Đấy. Ông này không biết có chuyển hay số nhiều cho mình không? Hầu hết các quyển từ điển thì tôi không thấy nó chuyển các cái dạng. Đó. Chủ yếu đưa ra ngữ nghĩa cơ bản thôi. Cũng không thấy có chuyển hay số nhiều. Không có. Rồi. Thì cứ với mỗi một động từ thì chúng ta sử dụng bằng cách hỏi, bằng cách tra cứu các cái tài liệu mà chủ yếu là dùng mạng internet thì nó nhanh. Nó cơ bản có 6 loại để dùng như vậy. Cái loại thứ nhất là để im nó như thế thì sử dụng với lại ngôi thứ nhất và các cái ngôi số nhiều của hiện tại đơn. Cái loại thứ hai mà thêm to vào thì nó dùng với một nghĩa khác mà không dùng trực tiếp với danh từ được, mà thường trong câu có hai động từ thì cái động từ thứ hai ấy, hay thêm to hoặc thêm ing và lúc đó nó không còn là động từ nữa. Cái trường hợp tiếp theo nó thêm s hoặc là es là nó thêm để cho cái dạng số ít của hiện tại đơn. Cái dạng thêm ing thì các bạn biết rồi, nó là dạng tiếp diễn, có thể là quá khứ, hiện tại, tương lai. Dạng left thứ nhất là nó ở dạng quá khứ đơn, thường thêm ed và thằng nào bất quy tắc. Cái dạng left thứ hai thì nó cho cái dạng participle, past participle, tức là quá khứ phân từ, verb 3 đó. Verb 1, verb 2, verb 3. Đó. Thì nó có xuất hiện tới 2, 4, 6 và 6 ở 6 cái dạng này. Và trong cái dạng mà thêm ing và thêm to, ba cái dạng này nó sẽ, dạng này là 1, dạng này là 2 và dạng ở cái quá khứ phân từ này là 3. Ở ba cái dạng này đôi khi nó không còn là động từ nữa. Nó có thể là danh từ, nó có thể là tính từ nữa. Nếu trong câu đã có một động từ rồi mà xuất hiện động từ thứ hai ở dạng to rồi thêm ing hoặc là ở quá khứ phân từ thì rất có thể nó không còn là động từ nữa. Thì cái này mình tìm hiểu dần. Nhưng mà cứ gặp động từ nào thì mình nên quen với 6 dạng của nó trước đi. Câu tiếp theo. À đâu, còn điền vào đây nữa chứ. He has already. Xong bây giờ đến cái dạng cuối cùng này. Left. Là anh ấy đã rời đi rồi. Giờ mới hỏi. Không? Đó. Chung chung như vậy. Câu tiếp theo. Là báo, cái tờ báo ấy, newspaper là báo chí ấy, tức là báo chí hôm nay có cái gì ở trong báo, tức là hôm nay báo có viết cái tin giật gân gì không. Mà thì cái này cũng là một thói quen mà mình cũng phải tránh. Trên đất nước và thế giới thì ngày nào cũng vô số tin giật gân,
Và nếu mà mình lên Facebook hoặc là các trang báo thì lướt qua rất nhanh các cái tin liên quan đến mình. Ví dụ những tin về chính trị quan trọng, những tin về kinh tế quan trọng, nó liên quan đến tính mạng, đến an nguy của đất nước, của xã hội thì phải tham chiến vào. Còn những cái tin mà nó chẳng đâu vào đâu, mấy ông nhà báo ông ấy dịch cho nó đông người xem mà mình không không tránh được bẫy thì thường trẻ là mình lan man mình xem hết. Xem qua thôi, chỉ cần đọc cái tiêu đề thôi là hết buổi sáng rồi. Vậy thì ngày hôm đó ông trời ông cho trung bình mỗi người 24 giờ và mình sử dụng 23 giờ vào những công việc lãng phí là mình chết. À. Cho những ông giàu, ông giỏi, ông chẳng có thời gian xem mấy cái thứ đó đâu. Thì hôm nay báo có gì không? Tôi không biết. À. Tôi vẫn chưa đọc nó, tức là cho đến thời điểm này, yet, thì nó bằng với là cho đến đúng cái lúc mà tôi mở miệng ra nói với bạn á, là tôi chưa đọc cái tờ báo đó. Thì ở đây cũng dùng hiện tại hoàn thành là I thì phải đi với have. Rồi đi với động từ read. Vẫn viết là re. À đâu, còn phải. Ừ đúng không? Còn phải phủ định đó. Tôi vẫn chưa đọc thì viết thì vẫn viết là read nhưng mà đọc lại là read đó, đọc nó khác đi thôi đó. Tôi vẫn chưa đọc, chưa đây đó, thì yet hay dùng trong câu hỏi và câu phủ định, không dùng trong câu khẳng định. Tôi vẫn chưa đọc nó. Bây giờ xử lý 6 cái dạng của ông read. Ở cái dạng cơ bản thì nó là read. Sang cái dạng to read đương nhiên. Rồi sang một cái dạng nữa là reading. À chưa, reading để theo đúng bên trên đi, thêm S hoặc ES thì nó là read, chắc là thêm C vào đây thôi, nhưng mà đọc là read. Đọc thì các bạn phải sang cái trang đọc C hay gì thì phải sang cái trang đọc. Rồi thêm ing rồi, bây giờ mới xem là cái dạng mà bất quy tắc của nó. Thì chúng ta nhìn thấy read, nhưng mà ở bên này cũng read nhưng không phải đâu, đọc là read, read, read. Đó, read, read, read. Thì mình thử nhá. Mình sẽ viết xong cái câu này rồi. Đây, xem là cái trang kia nó có phân biệt đọc là read không. Cái câu này thì nó sẽ lấy ở đây là quá khứ của read vẫn đọc là read, và quá khứ phân từ vẫn viết giống nhau nhưng đọc khác nhau, vẫn đọc là read. Thì câu tôi sẽ viết một câu quá khứ và một câu ba cái câu để xem nó đọc khác nhau vào cái trang web này nó phân biệt được không nhá. Trang này hình như trang này nó phân biệt được đấy. Câu thứ nhất là I have just, tôi vừa mới đọc nó. Câu thứ hai là tôi đã đọc nó ngày hôm qua. Là câu quá khứ đơn nhé. Rồi câu thứ ba là hiện tại đi. Hiện tại là tôi đọc sách. À, tôi đọc quyển sách. Đó, một sự thật hiển nhiên thế. Chả liên quan, chẳng đầu đuôi. Chỉ ghi tôi đọc quyển sách, không có mốc thời gian gì hết. Thế, ba cái đó. Rồi bây giờ bắt đầu bấm vào. Để anh như tôi hay dùng anh.
Thì ở đây không phân biệt được à? Nó vẫn ghi, nó chỉ có nhắc mình như này thôi. Read, đọc là trong trường hợp có thể là verb, có thể là noun. Read, đọc trong trường hợp là quá khứ hoặc quá khứ phân từ. Và trong trường hợp là tính từ nữa. Vậy thì ông này ông chỉ đưa ra vậy thôi. Đây cũng thế này. Đọc là just khi là trạng từ. Đọc là just khi là tính từ. Trời. Ông này đọc là gì đây? Have. Have khi là động từ tính từ mà đọc là of khi là danh từ gì gì á. Cách đọc nó khác nhau nhưng mà cái trang này cũng không phân biệt được, không phân biệt được. Rồi ok. Thì có khi mình phải tự phân biệt thôi. Đó, thì cái ông này cũng cũng lại bị rắc rối nữa là trong cái trường hợp mà ông ấy ở thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành hoặc các cái từ thì hoàn thành thì ông ấy đọc là read. Câu số làm xong chưa? Xong rồi. Câu số 5 là An thì đang đi xem phim với chúng tôi phải không? An đang đi xem phim với bọn mình phải không? Sao đang đi mình còn phải hỏi? Sẽ đi. Xin lỗi. Thì hiện tại tiếp diễn. Và thì có hai cách dịch. Một là đang. Mà nếu mà đang thì nó vô duyên. Bởi vì đang đi với mình còn hỏi. Thì sẽ đi với bọn mình phải không? Và đấy. Ngoài anh với em thì có thêm cái thằng cháu cái nữa đúng không? Trả lời là không. À, cô ấy xem cái bộ phim đấy rồi, cô không xem nữa đâu. Cho nên là chỉ có hai bọn mình thôi. No. She. Thì đương nhiên cứ phải chia theo thì là has. Rồi đến she thì ở bên trên có rồi. Cho nên không cần nhắc lại nữa. Nhưng mà còn already, already cho vào đây. Giữa trợ động từ và động từ chính. The field. Field. Cái từ này khó đọc nhỉ? Field. 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 Từ này chả biết đọc nào cho nó chuẩn tuyệt đối nữa. Đó. Mình nước mình hay gọi là phim. Phim phim phi phi tôi theo tôi đánh vần thì các âm này là âm phi ồ phim đấy cô ấy đã xem bộ phim đó rồi tiếp các bạn của bạn đã ở đây chưa cho tính đến thời điểm mà tôi hỏi này này thì các bạn của bạn đã tập trung hết ở đây chưa thì trả lời này rồi họ vừa mới tới đấy họ vừa mới tới rồi thì ở đây là yes họ thì đi với have just từ bây giờ đến động từ arrive arrive là tới đó. Thì đương nhiên là ông tiếp theo là to arrive. Các bạn nên viết và đánh nhiều lần. Thì mình dùng học để dùng cho nên mình càng lười thì nó càng càng gây khó cho mình thôi. Đó. Đến khi mình đi làm thì cái gì người ta cũng đòi hỏi tự mình phải làm, chả ai giúp mình được. Cho nên là lúc đó đến tra từ điển các thứ còn hiếm. Thường thì mình sẽ là cây từ điển sống rồi. Rồi bây giờ thêm S hoặc ES. Chắc là thêm chữ F vào thôi. Mình cứ kiểm tra cho ăn chắc. Một cách là mình cứ arrive
xem có S không. Đây. Đúng không? Thấy rất nhiều. Arrives. Đó. Thì mình có thể tra theo kiểu này thôi. Còn không biết có kiểu nào tra nó đỉnh hơn không. Thì nhiều khi cũng đoán. Arrives. Arrives. Là ba dạng rồi. Cái dạng thêm ing. Chắc bỏ chữ e thêm đuôi. Arriving. Cái loại này phải thử lên kia thôi. Thêm ing này cũng phải thử. Là arriving. Enter cái xem nó có nhiều thằng viết như mình không. Arriving. Arriving. Arriving nhiều lắm. Và chắc là đúng rồi. Cái loại nữa là thằng này có bất quy tắc hay không. Mà thì có cái trang kia nó hỗ trợ, hoặc chúng ta trang và tra bảng động từ bất quy tắc. Ví dụ, enter. Thì thằng này không có kết quả. Chứng tỏ là thằng này là động từ có quy tắc. Có quy tắc thì thêm ed. Là arrived. Rồi arrived. Đó, quá khứ và quá khứ phân tử. Past participle. Đó. 2, 4, 6 dạng của nó như vậy. Cứ gặp thằng nào thì mình cũng cũng tra từ điển, cũng làm cẩn thận với nó. Một là mình vì mình viết nó, viết đi viết lại, tra đi tra lại nhiều lần thì mình nhanh thuộc nó. Và nó nhanh chóng là của mình. Không có mẹo, càng học mẹo thì càng không phải của mình. Đó, tất nhiên thì để thi thì chúng ta ứng phó với các kỳ thi. Nhưng nên nhớ là khi được điểm cao rồi không đúng với thực chất, mình dễ bị ảo tưởng sức mạnh. Cho nên tôi có một số các anh bạn, anh ấy thường để điểm thi đúng với trình độ của mình. Biết gì làm đấy, thằng bên cạnh kéo tay chép chép. Không, không chép. Làm sao? Quan điểm nó thế. Nó kiểm tra đúng trình độ của nó để nó biết nó là ai. Who am I? Xong rồi nó điều chỉnh cuộc đời nó. Thế còn mình thì cứ bị bọn nó giật dây á. Bốn thằng, một thằng canh cô giáo, một thằng quay bài, rồi chép túi bụi, được điểm, về bố mẹ cười hớn hở. Cô giáo thì cũng êm êm bởi vì thành tích của lớp, đọc đến phụ huynh cũng không sốt ruột. Xong đến kỳ thi sinh tử, đó là kỳ thi vào 10, kỳ thi 12 bắt đầu không ai bao nữa thì điểm nó quay về và nhiều người bị sốc, nói là học tài thi phận, nhưng thực tế không phải. Anh ảo từ đầu rồi. 12 năm học sinh giỏi chưa tốt nghiệp, anh chép thôi chứ không phải trình độ của anh, chứ không 12 năm giỏi làm sao anh chưa được. Vâng. Họ đã vừa mới vọng tới. Arrived. Câu số 7 là Tim nghĩ về, đang nghĩ về kế hoạch của bạn, đang nghĩ gì về kế hoạch của bạn, nghĩ gì về kế hoạch của bạn. Tim thì nghĩ gì về kế hoạch của bạn, à tức là hỏi, thì thằng này bảo là tôi đã hỏi nó đâu. Tôi còn chưa, à tôi đã nói với nó đâu, tôi còn chưa cả nói với nó. À, cho nên chỗ này là I thì đi với have. Có phủ định thì thêm not vào. I have not. Sau đó thì bây giờ mới đến động từ chính. Là động từ tell. Tell. Rồi đến to tell.
Rồi đến theo thêm xì, rồi đến gì nữa, theo thêm ing, rồi đến xem có quy tắc hay bất quy tắc thì kiểm tra tiếp ở cái bảng kia. Theo theo thâu thâu theo thâu 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 đó là đủ 2, 4, 6. Và ở đây thì nó dùng có say đúng không, say xe này, theo thâu này và speak, ba cái từ đều dịch là nói. Thì theo thì nhìn ở đây tức là mình kể cho ai đấy nghe cái gì đó, à, mình bảo với họ, mình kể với họ, à, là theo. Thế còn speak thì chắc là mình giống như một bài phát biểu trước đám đông nhiều hơn, à, đọc ra, nhìn vào giấy xong đọc, xong diễn thuyết cho nhiều người nghe. Thế còn theo này thì thấy một một, nói một người nói với một người hoặc vài người kể. À, thế còn cái ông say xe kia là cứ mở mồm ra là nó tính, cô ấy nói, anh ấy nói, tất cả mọi người nói, cứ mở mồm ra là nó được gọi là say xe. Thì cái này chúng ta sẽ học sâu hơn khi mà có một bài so sánh riêng ba cái đó, nhưng mà nôm na thì chúng ta cũng phải tưởng tượng là có ba thằng thì các bạn nên tìm hiểu. Đó. Thì nó có 6 cái dạng của nó như thế. Là tôi vẫn chưa nói cho ai? Cho cần phải là cho team không nhỉ? Theo thì có đứng một mình được không? Hay bắt buộc phải kẹp với cái gì đó? À, thì cái chỗ này chưa lâu lâu rồi. Cần thì các bạn phi sang đó mà tìm hiểu. Ví dụ các bạn có thể phi sang tìm hiểu là đó, cứ vừa học vừa nhẩn nha, tìm hiểu các cái thứ, ví dụ sự, à, phân biệt, là theo thì nó có ngay mà, đây đây đó. Đây. Đó thì chỗ này có Dan Howe. Có rồi. À, anh sẽ nói. Chỗ này mà bật vào xong lại cho Dan Howe. Dan Howe là một người mà rất giỏi cả hai thứ tiếng, à, ai cũng biết rồi. Nếu ai chưa biết thì vào kênh của anh mà xem. Bật đây anh, mai anh lại bảo là mình dùng của anh ấy đi phát tán thì cũng đau đầu. Mà thôi kệ đi, đen mà không được lấy cái khác. Thì có nhiều lắm họ. Đấy. Lại bao nhiêu kênh. Các bạn quảng cáo khủng lắm. Xây đi. Đó. Đấy, nhiều lắm. Khoảng bao nhiêu cái người ta theo gần tương tự như say, vẫn truyền đạt thông tin như sưu tập này. À, đấy. Ví dụ theo thì không có giới từ ở đằng sau, chỉ theo ai đấy, bảo ai đấy. À. Đó. Thì các bạn vào đây, vào video có, cái gì cũng có, thì sẽ hiểu. Nhưng mà vấn đề phải dành thời gian bỏ ba cái chuyện trên Facebook trên đi, thì tập trung vào những cái video đó thì làm cho tăng view, và những người làm về những cái ngày người ta cũng thích, người ta thấy có người xem thì người ta hăng hái làm thêm. Thế nhưng mà toàn cái ca nhạc với cái điện tử những cái đó phát triển thì cũng tốt thôi, cái gì cũng tốt cả, tôi chả biết được, tùy bạn quan tâm đến cái gì thì cái đó nở hoa.
Thì tốt nhất là quan tâm đến tiền thì tiền nó nở ra. Nếu quan tâm điện tử thì điện tử nó giỏi thêm thì chưa chắc có tiền, nhưng quan tâm đến tiền thì chắc chắn có tiền. Ví dụ thế, tùy. Thì ở đây tôi nhìn xuống đáp án cho nó nhanh thêm. Câu số 7. Câu số 7 là đó, bắt buộc phải kẹp theo ai đấy. Tức là theo không đứng được một mình. Không nói tôi kể là phải ghép kể với ai, bắt buộc. Này thì kể với anh ấy. Còn yes. Thì ở trên này nó không có anh ấy này. Nó lừa chẳng hạn. Thì bắt buộc phải đưa vào. Cái chỗ này là bắt đấy. Không đứng một mình ở đâu. Kể là phải nói rõ kể với ai. Phải có đại từ, danh từ đi theo. Rồi. Mà câu này hết cái bài này rồi. Ở đấy thì các bạn thấy. À, ở đây nhìn đáp án lại. Câu thứ nhất, tôi vừa mới ăn trưa. Câu thứ hai, vâng, tôi đã nhìn thấy cô ấy. Tôi vừa mới nhìn thấy cô ấy. Câu thứ ba, anh ấy đã rời đi rồi. Câu thứ tư, tôi không biết, tôi vẫn chưa đọc nó. Câu số 5, không, cô ấy đã xem cái bộ phim đấy rồi. Câu số 6, vâng, họ đã tới rồi, họ vừa mới tới rồi. Tùy, dùng cái nào cũng được. Câu số 7, tôi vẫn chưa nói với anh ấy. Sang cái bài 7.4. Đọc những tình huống và viết những câu với just, already hay là yet. Thì câu số 1 là sau cái bữa trưa, bạn đi gặp một người bạn ở nhà của cô ấy. Cô ấy nói, bạn có muốn ăn gì không? Thì mình vừa mới ăn trưa rồi mới đến nhà cô ấy chơi, thì cô ấy lại mời ăn trưa nữa. Thì mình trả lời là không, cảm ơn, tớ vừa ăn rồi. Và câu số 2 là Joe đi ra ngoài. 5 phút sau đó thì chuông điện thoại reo. Và cái người gọi đã nói là gì? Tôi có thể nói chuyện với Joe được không? Thì thằng Joe nó đi ra ngoài rồi, mình nghe hộ điện thoại của nó thôi, bởi vì nó để điện thoại ở nhà. Thì mình phải trả lời là tôi e là anh ấy đã đi ra ngoài rồi. Đó, tôi e là anh ấy, lại thêm cái câu tôi e là nữa. Nếu mà mình trả lời nó đi ra ngoài rồi thì nó cọc lốc quá, cho nên là lại phải đệm, giống như tiếng Việt. Dạ anh ấy đi ra ngoài rồi ạ, thì phải thêm cái dạ với cái rồi ạ, thì cái tiếng Anh cũng phải thế thôi. I'm afraid là chẳng qua cho nó lịch sự. Dạ, tôi e là anh ấy vừa mới đi ra ngoài rồi ạ. Đấy, là có thêm cái đó vào thì nó mềm mại ra. À, ăn chưa? Ăn rồi. Ngủ chưa? Ngủ rồi. Đi chưa? Đi rồi. Thế thì có mà. Thì tiếng nào cũng vậy thôi. Rồi câu tiếp theo là bạn đang ăn ở một nhà hàng. Thì cái người phục vụ nghĩ rằng bạn đã ăn xong rồi và bắt đầu dọn bàn. Trời, chỗ này là tối kỵ ha. Đi hộ đám cưới nhiều khi mình chỉ là hộ thôi. Mấy ông say rượu mà đến dọn đĩa đi, ông còn ngồi ở đó trả dại, ông chửi cho mất mặt à. Thì phục vụ chỉ có ông nào mới vào nghề mới 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 làm cái việc này thôi, phải không? Là dọn dọn đi thì bạn nói wait 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 a minute, chờ phút đó. Wait a minute, chờ phút.
I haven't finished. Tôi vẫn chưa gì nhỉ? Ăn xong. Tôi vẫn chưa ăn xong. Đó. Thì cái bài này thì tôi để luôn đáp án rồi chúng ta cùng nhau xem cho nó nhanh. Và chúng ta cũng tập 6 cái dạng của động từ nha. Ví dụ ở cái câu thứ nhất, tôi đã ăn trưa rồi. Là xem động từ ở đây là động từ gì nhá. Thì phân tích cái câu này này. Thì động từ ở đây là động từ này này. Đúng không? Tôi vừa mới ăn. Thì ở đây nghĩa của nó là ăn. Hà. Thì động từ gốc của nó là have. Have. Và to have là thứ hai. Còn khi chia của nó với ngôi số ít thì nó sang has. Đó, chỉ cái này mình nhớ thôi vì gặp nhiều chứ đâu có thêm s hay es vào đây đâu. Đó. Thì nó bất quy tắc cả cái vụ mà ở trong hiện tại rồi. Nhưng mà cái này ai cũng biết tại sao, bởi vì học nhiều có gì đâu. Rồi cái dạng tiếp là having, là thêm ing. À. Cái dạng tiếp theo là ở quá khứ, nó là had. Và quá khứ phân từ nó cũng là had. Thì cái ông này á, có nhiều nghĩa. À, nghĩa là có, nghĩa là ăn, nghĩa là tắm. Đó, còn thậm chí còn nhiều nghĩa khác mình chưa biết. Đó. Thậm chí ông ấy có nằm trong câu ông ấy thành trợ động từ. Thì ông đâu có dịch. Đâu có dịch đâu. Ví dụ như ông đây đầy đủ bỏ viết tắt đi. Thì ông cũng có ở đây mà. Have, I have. Chứ chẳng nhẽ lại đằng sau này cũng dịch là ăn đằng trước. Tôi ăn rồi, ăn chưa. Đó. Thì rõ ràng lúc đó ông làm trợ động từ. Thì ông chỉ để cho nó thành cấu trúc của hiện tại hoàn thành và không có dịch. Nhưng mà đằng sau thì lại dịch là ăn. Đó. Thì cái này chúng ta thắc mắc làm cái gì? Học nhiều thành quen. Và trong văn viết thì người ta không thích viết tắt nhiều. Bởi vì viết tắt thì nó khó hiểu, nó mập mờ. Đặc biệt là trong các văn bản của ngân hàng. À, ông xì cái này lại cãi nhau là has hay là xì. Rồi là bắt đầu trong các cái lệnh của công an, trong cái văn bản chính thức của đảng và nhà nước, vân vân. Thì không bao giờ có chuyện tắt tiết gì cả. Câu từ phải rất rõ ràng, phải định nghĩa được, đong cân đong đo đếm được. Thế còn trong văn nói thì họ thích nói gì nói. Hai thằng mà nó chém với nhau, tiền thì nó gọi là củ, là lít, là chai, đủ cái thứ trên đời, là xèng. Thế càng thích nói lái đi thế thì càng sướng, nghe nó sướng tai. Thế nhưng mà khi bắt đầu hợp đồng thì càng đơn giản càng tốt, chính xác, tuyệt đối, sai một chữ là chết. Đó. Tiếp theo, ở cái câu mà tôi e là anh ấy đã đi ra ngoài rồi á, thì xem là cấu trúc thì cái câu mà tôi e là chỉ là một câu đệm thôi. Còn cái câu chính của hiện tại hoàn thành mới là ở đằng sau này. Thì nó động đến từ động từ gone. Đây này, ví dụ như viết tắt này cãi nhau là he is hay là he had. He has, đúng không? Thì ở đây bảo là bởi vì đằng sau thấy gone thì ở đây phải là he has. Chẳng hạn thế, nhưng mà nó sẽ làm cho người người đọc người ta lại phải dịch thêm một lần nữa. Thì gone là của go. Đúng không? Xong đến to go. Xong rồi đến go thêm es, es đọc là goes. Đó, để tiếp là going. Tiếp là when ở cái dạng quá khứ đơn và gone ở cái dạng quá khứ phân từ. 2 4 6. Đó là với thằng go thì các bạn thấy mỗi thằng một kiểu. Đó. Nhưng mà nó sẽ có 1.000 từ mà thường dùng nhất
thì chúng ta học 1.000 từ đấy trước, hoặc học chia nhỏ ra mà cũng chả cần. Nói tóm lại là ngày nào mình cũng học tiếng Anh, học đủ 4 kỹ năng. Sáng thì học ngữ pháp, chiều thì học một mình, vừa lên kịch bản, vừa nghe, vừa đọc theo các câu chuyện. Tối về mở Cambly, rồi bắn mấy bọn Tây. Nghe được thì nghe, chả nghe thì cứ ngồi. Nói được nhiều thì nói, mà chả nói được thì người ta cứ chỉ mình bảo cái gì làm đấy. Đã hỏi nhà có mấy anh chị em mà ngu quá thì trả lời là hai chứ. Thế xong rồi là họ sẽ hỏi là anh hay là older hay là younger, thì mình trả lời là old, young, bao nhiêu tuổi mình cứ trả lời. Họ sẽ hỏi và mình cứ trả lời, nghe dần nó quen. Ngày mai ông ấy mở lại video xem họ thường hỏi những câu nào, ông đối phó cái đó, ông đưa vào kịch bản, thì cái số lượng câu hỏi của người hỏi mình nó sẽ quay đi quẩn lại. À, hôm nào mở ra cũng loanh quanh, nó hỏi tuổi mình là một này, nó hỏi là mình học tiếng Anh để làm gì này, nó hỏi là nhà mình có mấy người này, nó hỏi sở thích của mình là gì này, nó hỏi là sau này lớn lên mình làm gì này, nó hỏi là mình đang sống ở đâu này, vân vân. Thì những câu hỏi nó lặp lại và mình đẩy lên YouTube những cái video đó thì nó sẽ có phụ đề tự động nữa, nó bổ sung cho mình. Thì cách học là như vậy. Thế còn bạn nào học để thi thì tùy, các bạn muốn học. Tôi không bao giờ thích dạy cho cái nắm học để thi. Con tôi mà thi trượt được, vì mục tiêu cuối cùng là để đi làm, cho nên là trượt thì học lại. Ai người nhà tuyển dụng người ta có nhìn vào bằng đẹp đâu. Người ta chỉ hỏi là ông học qua đại học chưa. Có rồi, trường nào cũng có qua qua, nhưng mấy hôm đầu thôi. Quý lắm, nhưng mà ông học trường cao vút, điểm ngất ngưởng, xong vào làm mãi chả ra được đồng nào, vào công ty bảo hiểm chả bán được hợp đồng nào. Bán được hợp đồng nào thì là bị khách kiện hợp đồng đó, thì chả giải quyết gì. Một thằng lớp 3, tất nhiên là so sánh nó khập khiễng. Đừng bao giờ so sánh, bởi vì nó giống như là so sánh chân với tay, cái nào quan trọng hơn thì không nên, không so sánh. Nhưng mà học thật thì lúc học nó khổ, lúc đi làm nó thoải mái, vì cho chúng mày vứt tẹt thì vào đâu tao cũng chịu được hết, vì tao học thật rồi, tao va hết rồi. Thì cái câu tiếp theo là mình bảo ông bồi bàn đợi một tí, và tôi đã ăn xong đâu, còn hai cái xương cá này đã ăn nốt đâu mà ông đã dọn. Thì ở đây nó có động từ kết thúc, động từ finish. Rồi đương nhiên là lại to finish. Ông này mà ở dạng chia mới lại ở hiện tại đơn mà chia ngôi số ít mà thêm s vào đọc finish, chắc chả ai đọc nổi. She xong lại she xem she, cho nên chắc chắn là finish it. Finish it, chẳng qua nó quen mồm, chứ nếu mà thêm s thêm es vào đó thì đọc phải đọc là finish it. Thì muốn kiểm tra cho nó chính xác á, thì bắn lên mạng. À, đây thằng nó viết giống mình, ốp một cái bụp một phát, nhìn từ trên dưới toàn cái chữ đó, finish it này. Đây, cái ông nào đây, ông giã được 1, 2, 3, 4 dạng đây. Xem ông này là cái ông nào đây. Đây có một trang nữa, trang này đưa ra hết các loại không. Động từ thì ông ấy cũng đưa ra là động từ ở dạng quá khứ này, động từ ở dạng quá khứ này, động từ ở dạng hiện tại chia với số ít này, quá khứ này, rồi ông cứ làm gì danh từ, rồi cái gì nữa cũng là một trang, nhưng mà ông cũng không tra được đâu. Thì các bạn sẽ thấy, xong rồi các bạn cứ lưu những trang này vào, cần thì dùng.
Trang nào hay thì dùng trang đó. Miễn phí có, và đương nhiên là nên dùng những cái có phí. Có phí thì mình sống trách nhiệm hơn và mình sẽ giàu hơn. Còn ông dùng miễn phí thì bao giờ ông cũng vẫn nghèo, vì cả đời ông chỉ nghĩ đến miễn phí vụn vặt. Nên nghĩ đến có phí thì đương nhiên bây giờ mình dùng một người ở bên cạnh mình mà muốn họ làm cho mình cả đời và làm nghiêm túc thì mình phải trả phí, hai bên nó thoải mái và bền lâu. Sau này ông làm chủ doanh nghiệp, ông chỉ loanh quanh tính bóc lột người lao động miễn phí không tồn tại dài được. Đó. Thì cái đầu phải nghĩ ngay có phí ngay từ đầu. Rồi ông này mà xem có bất quy tắc hay không. Đó. Ông này có bất quy tắc hay không thì lại vào cái trang kia. Nhưng chắc là không. Phê lệch. Thêm đi đi. Phê lệch. Khó đọc. Âm xì xong rồi âm ch. Phê thì khó. Và hai cái dạng khi đã thêm ED thì hai dạng này nó luôn giống nhau. 2, 4, 5. Ủa, còn dạng A, dạng thêm ING nữa. Dạng thêm ING là phi, chẳng nhẽ sinh như này. Có không vậy? Đang kết thúc. Đánh thử xem. Ít khi tôi thấy dùng đang kết thúc. Nhưng mà chắc nó vẫn có chứ đùa. Đã là động từ thì nó phi là sinh ở đây đi hoàn thiện đó. Hoàn thiện nó có thành danh từ đấy này, còn chả biết là có động từ hay không đó. Có rồi, sáu cái dạng của finish. Tiếp theo là cái câu mà bạn sắp đi tới tối nay á, là bạn sẽ đi tới, sắp đi tới và tối nay bạn sẽ đi ăn ăn ở một nhà hàng, mà đi tới thôi chắc thì có tiền ăn ngồi cho nó oai. Thì bạn gọi điện đặt chỗ, đặt trước một bàn à, thế là ăn đấy. Ngày tối nay là sinh nhật vợ thì alo cho quán, chủ quán, và tối nay đặt trước cho anh một bàn giá 6 người ăn 50.000. Chú muốn thiết kế thế nào thì thiết kế. À, 60.000 đi cho nó tròn, mỗi người 10.000. Thì nhớ là nhắc vợ anh là bảo là đặt trước rồi nhưng mà hôm nay nó khó tìm thực phẩm quá, tìm được có thế thôi. Và thì sau đó thì người bạn của bạn đã nói là gì? Bạn à, tôi sẽ gọi điện để mà đặt chỗ nhá. Tức là sau đó mình đặt chỗ rồi thì ông bạn lại bảo thôi để tao gọi điện đặt chỗ. Thì mình bảo ồ, tôi đặt rồi. Ông mà đặt nữa là ăn hai nơi thì chết. Cho nên tôi đã đặt bàn rồi. Thì cái từ đặt bàn nó không nhắc lại vì cái từ đó khó đọc. Khó đọc. Đó. Cái từ gì đấy? Tôi đã đặt reserve. Reserve thì nó thay cái từ đó bằng từ done, done. Đó. Done, done, done. Tôi đặt rồi, tôi đã làm việc đấy rồi. Đó. Thì hiện tại thì lúc đó thì chúng ta biết là do rồi đến gì to do đó. Rồi cũng có do thì thành does rồi thành doing và thành done quá khứ à, chết, quá khứ không phải là done, quá khứ là did và quá khứ phân tử then. Đó, cũng sáu cái dạng nó khác nhau. Nó chả dạng nào giống dạng nào. Thì người học quen rồi bảo ui dễ mà. Do, does, doing, did, done. Thì dễ là dễ mấy ông học, có ông học 10 năm, 20 năm rồi ông chả dễ.
Nhưng mà học sinh mà nó mới học một ngày, một tháng, một năm, làm sao mà tống vào đầu hết được. Cho nên cô giáo thì bao giờ cũng nói dễ, mà học sinh thì đâu có dễ đâu. Đó. Một cái bài hình mà cô 15 năm, 20 năm trong nghề vẫn phi lên mạng hỏi rồi các kiểu. Rồi, học sinh không làm được. Ui, bài này dễ, tôi xem sách giải rồi, bài này đơn giản. Đó. Các em không được xem sách giải, học sinh không được xem sách giải. Học sinh phải bám sát sách giáo khoa. Trời ơi, giết người. Ví dụ như vậy, thì chúng ta tìm hiểu dần dần. Cho nên là chúng ta có thể tự làm, hoặc chúng ta có thể coi tất cả các bài tập này tạm thời là các ví dụ. Rồi sau này chúng ta lấy tất cả các đề kiểm tra và đề thi là bài tập. Thì mình đem đề đại học của tất cả các năm ra. Mình quại hết. Đề thi vào 10 của tất cả các trường toàn quốc mình quải hết thì ngữ pháp của mình ok. Gặp câu nào sao câu đó, va vào kiến thức nào mà chưa biết thì bắt đầu lại tìm hiểu về kiến thức đó. Cho nên phần giải đề thì 50 câu là 50 dạng. Thì chúng ta chưa bị, nếu mới học thì đừng có lao vào xong rồi thấy 50 dạng khác nhau cua một hôm là mệt phờ ra. Thì không, cứ từ từ thôi. Đó là tôi đã làm cái việc đấy rồi, tức là tôi làm rồi, bạn không phải đặt chỗ nữa đâu. Và các cái tình huống đưa ra như vậy để chúng ta biết là cái tình huống nào thì dùng hiện tại hoàn thành. Bạn biết rằng một người bạn của bạn thì đang tìm việc. Đó, có một người bạn của mình thì đang thất nghiệp và phải đi tìm việc. Có lẽ là cô ấy đã tìm được rồi, đã thành công rồi mà, thì chắc là tìm được việc rồi. Thì hỏi cô ấy xem là gì, là câu hỏi ở đây là bạn đã tìm được việc chưa, thì hỏi bằng hiện tại hoàn thành. Mà có lẽ là cô ấy đã tìm được rồi sao còn cố tình hỏi, thì cứ hỏi lại cho ăn chắc. Thì cái tình huống đó người ta khuyên mình nên dùng hiện tại hoàn thành mà hỏi. Là đó, lại có tìm, lại có ba từ tìm đó, thì các bạn lại phải gõ. Từ thứ nhất là look for là tìm. Từ thứ hai là find tìm. Từ thứ ba là gì? Search Google á cũng là tìm. Thì cái từ find là tìm nhưng mà phải tìm thấy. Ví dụ đi tìm cho tao xem là nó đi chơi ở đâu rồi, thì mình có thể là dùng look for. Và thế nhưng mà về bảo có tìm thấy nó rồi, nó đang chơi ở nhà hàng xóm, thì lúc đó lại phải dùng find là tìm thấy rồi mà, cho nên dùng cũng là tìm, nhưng mà một đằng đi tìm mà chưa thấy, mà một đằng nó đi tìm thấy rồi. Thế còn ông search trên mạng thì chắc là tìm những thứ mà mình chưa bao giờ biết. Mình không biết thì mình mới phải search vào kiểu như thế. Đoán đoán vậy. Thì nó có ba từ dùng cho ba tình huống đó. Thế ở đây thì cái cấu trúc câu hỏi của hiện tại hoàn thành nó đảo have hoặc has lên đằng trước, câu hỏi đảo đấy. Rồi chủ từ, nó chỉ đảo mỗi cái thằng đó lên là thành câu hỏi đảo thôi, còn mọi thứ giữ nguyên. Từ find rồi to find mà find chắc là things finds finding rồi found chắc là quá khứ và cái hai đằng kia đều là found. Rồi, kiểm tra lại nhé. Ví dụ như chúng ta kiểm tra ông finds có đầy dưới kia. Enter cái nữa cho nó khiếp. Đó. Cái ông thứ hai là mình phi vào đây, mình kiểm tra là find. Mình ấn vào đây. Đó, thì cái trang này khá là hay. Cái trang này thì lên nên chia sẻ, face đâu nhỉ? Chia cho nó phát.
cho anh em nó đỡ phải tra giấy. Rồi, ô chia đâu? À, nó có trang à, đăng ký thích nó vào đây. Để cho những cái hay này thì nó lan tỏa đi. Rồi. Rồi còn đăng ký làm gì đây? Đăng ký để học. À đây là một cái bên để học tiếng Anh ấy chứ hả? Trung tâm tiếng Anh đây. Đó, thì cái nào hay thì mình lan tỏa, còn khi học với họ thì chưa biết, học xong rồi mình review. Review phải thật cho bạn để những người khác còn học hỏi. Trung tâm mà chưa tốt thì mình cải thiện cho thật tốt, nên mà trung tâm tốt rồi thì mình bền vững à, chứ chả ngại gì cả. Rồi. Thì à đấy mình vừa bấm mình đã xem kết quả đâu. Phao 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 ờ. Đó. Thì nếu như mình cứ kiên trì gặp bất cứ động từ nào mình cũng tra 6 cái dạng của nó. Và bắt đầu sau này học 6 cái dạng của nó sử dụng trong những cái thì nào, câu nào là mà chính là sử dụng với các thì nó dễ, mà nó trong cái khả năng làm tính từ, danh từ thì nó khó hơn. À, nó khó hơn đấy. Khó là bởi vì nó ít sách viết về những cái đấy, chứ không phải. Các thì nó dễ là bởi vì kiếm đâu cũng có sách viết, còn cái phần kia hiếm, à, ít sách viết và ít người chia sẻ. Có thể là khi học với họ thì họ sẽ dạy mình hết, mình bỏ tiền ra. À, thế còn lên mạng thì chúng ta cũng có, nhưng mà cứ đi tìm đông một một video, tây một video, đến khi mà gặp được hết thì mình cũng giả rồi. Nên tại sao vẫn phải cần trung tâm mà cần thầy? Bởi vì trung tâm với thầy người ta chuyên làm về cái việc đó, các cái tài liệu liên quan, các kiến thức khi mình đăng ký mất tiền với họ rồi thì họ sẽ tìm cách là gì? Tìm cách để cho mình học được tốt nhất, mà mình tốt thì người ta cũng tốt, người ta thu người ta cũng thoải mái, mà người ta lại thu hút được đông học sinh hơn. Còn khi mình nhảy vào mình không học hành gì cả, mình lười, xong mình ra mình lại review trung tâm người ta không ra cái gì thì cũng không nên. Đó. Anh phải học thực sự theo đúng bài bản. Còn cái chuyện một số thầy cô mà chưa đạt về về trình độ nọ trình độ kia thì cái việc đó cũng có thể quan trọng hoặc không, bởi vì người ta gian dối thì cũng trách người ta thôi, chứ còn thực chất thì nếu mình gặp một thằng trẻ trâu mà nó dạy cho mình giỏi tiếng Anh thì cũng đâu có quan trọng đâu, miễn là nó dạy được mình giỏi. Chứ còn nó là ai mình không cần biết. Đó. Điều đó quan trọng. Chứ không phải là cứ thấy thầy IELTS 9 chấm, 10 chấm chắc gì đã truyền đạt được cho người khác. Đó. Tất nhiên là vừa giỏi vừa truyền đạt tốt là người trong mơ ước của mọi học sinh. Vừa trẻ, vừa đẹp, vừa duyên dáng, vừa có trình độ về học thức và vừa có trình độ về giảng dạy thì tuyệt vời. Kiếm được những người đó trên đời này nhân vô thập toàn, cho nên mình thường học ở những người mà, chỉ có một toàn thôi là đã được rồi, học cái một toàn của họ thôi, chứ học thập toàn thì kiếm ở đâu ra mà học. Rồi tiếp An thì đã đi tới công viên rồi, à xin lỗi ngân hàng rồi, nhưng mà một vài phút trước thì cô ấy lại quay lại. Sao đi rồi lại quay về, hết tiền. Thì ai đấy đã hỏi cô ấy là em vẫn ở ngân hàng à? Thì cứ thấy lẫy đến ngân hàng mà. Thì mình trả lời trở về rồi. Chắc thế. Cái tình huống kiểu như thế. Đã đi đến ngân hàng rồi vài phút trước, xong rồi đột nhiên là quên giấy tờ gì đó phi về. Thì cái người bạn ở ngân hàng mà em vẫn ở đây à? Hoặc là người nhân viên ngân hàng. Không, anh về rồi. Đó. Thì trên cả mong đợi, trước cả mong đợi, mình cứ nghĩ như này nhưng mà họ đã như kia rồi. Thì câu trả lời là cô ấy đã quay trở về, come back, quay trở về rồi. Và nó động đến động từ mới. Cấu trúc thì các bạn cứ nhìn thôi. Chủ từ này, have or has chia với chủ từ này, just already các thứ thì chèn vào đây. Yes, luôn để cuối.
Rồi đến động từ ở phân từ 2, phân quá khứ phân từ đó, verb 3 gì đó. Rồi cái phần đằng sau này thì mỗi câu một kiểu, ai làm gì có quy tắc gì. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái động từ come rồi đến to come. Rồi ở quá thêm ing, thêm chia đã. Come chắc thêm s à. Cái đó thì xem mạng ai kiếm được cái trang nào tra được nốt cái đấy nữa cho nó nhà. Comes. Xem có nhiều không? Đúng không? Comes. Rồi đến khơm mình. Có nhân đôi chữ m không? À không, bởi vì bỏ chữ e thêm ing rồi. Khơm mình. Rồi đến quá khứ came. Rồi đến quá khứ phân từ lại quay về come. Thì các bạn thấy chả thằng nào giống nào. Thằng này một kiểu. Thằng này một kiểu. Rồi là lên trên này, thằng này một kiểu. Thằng này một kiểu. Cho nên nó không có kiểu gì hết. Mẹo làm cái gì cho nó đau đầu. Đâu rồi? Chạy đến đâu rồi? Đây. Nào. Đó mình vừa để khơm khơm nó chạy đâu hết rồi. Bay hết rồi. Rồi, thì cái đó chúng ta sẽ thấy là gì? Cơm này, chú cơm này, cơm mình này, cơm mình. Rồi là kem, rồi là cơm. Đó. Thì cứ dựa vào Google mà chiến. Đi đến đâu mà vác điện thoại wifi thì bây giờ đầy và chịu khó tra một chút là ok. Thì lúc đó thì dùng điện thoại suốt ngày nhưng mà nó có ích. Mà cái giống gì dùng điện thoại có ích nhưng nó không bị cận thị đâu. Vì thực tế tra cứu thì một lúc là mỏi, nghỉ ngay. Còn cái thứ chơi game ấy thì một ngày có 24 tiếng thì chơi cả 24 được. Và mắt thì không bao giờ rời khỏi. Nó bắt con người phải hoạt động liên tục và liên tục. Cho nên chơi game thì đương nhiên là ở tốc độ cận thị sẽ rất là nhanh. Còn tra cứu thì mới học thì được bao nhiêu? 15 phút là chán ngắt. Vào ví dụ như là Duolingo ngày nào cũng dã tầm nửa tiếng là đã thấy là duy trì một năm thì nó trở thành những cái người mà mẫu mực rồi. Mới làm được việc đấy chứ còn chơi game ngày nào cũng chơi thì đương nhiên nhiều người làm được. Bây giờ nói về been và gone thì hôm trước nói rồi, ví dụ tôi gone Đức thì có nghĩa là tôi đang đi, tôi đi Đức mà không biết đi đang trên đường đi hay là đến, hoặc là tôi đi go đến trường thì có thể nó chỉ biết là go là đi rồi, còn đến hay chưa thì kệ, nhưng mà been thì chắc chắn là ở trường rồi. Ví dụ như mình đưa con đi học, mình thả nó ở giữa trường rồi thì mình về mình khẳng định với người nhà là nó ở trường rồi, tôi đưa đến tận nơi rồi. Còn để nó tự đi, nó bước chân đi thì bảo nó đi học rồi. Còn ai mà biết được nó đến hay chưa, nó đi chơi, đi học. Cái đấy phải gọi điện cho cô giáo. Thì ở cái bài tập này điền cái gì? Ví dụ như là James thì đang đi nghỉ. Anh ấy đi. Đó. Thì anh ấy đi sang nước Ý thì dùng gone thì có nghĩa là anh ấy chỉ biết là tôi chỉ biết là anh ấy đi Ý thôi. Còn bây giờ anh ấy đến Ý hay chưa thì tôi không có biết đâu. Đó. Thì câu thứ hai là xin chào, tôi vừa mới đi đến cái shop đi mua sắm hay là tôi đã ở đấy rồi. Và cái câu đằng sau là tôi đã mua nhiều thứ. Vậy là ông này phải đến shop rồi thì mới mua được chứ. Còn nếu ông ấy mà go thì cũng được. Nhưng mà nên cụ thể hơn. Cụ thể hơn thì cái chỗ này có thể dùng been, tức là tôi đã ở đấy rồi, chắc chắn ở đấy rồi cho nên tôi mới mua được nhiều thứ thì been.
Thế còn nấu gâu thì nó chưa biết đến hay không mà lại đằng sau lại mua nhiều thứ thì cũng chả sao. À, nếu tiếng Việt thì đều dịch là tôi đã đi cả, tôi đi mua sắm và mua được nhiều thứ rồi, nên dùng bên thì nó cụ thể hơn. Rồi cái câu số 3 là Alice thì không ở đây vào lúc này, cô ấy không ở đây, cô ấy ở đâu? Cô ấy đi đến shop để mua báo. Shop để mua báo thì bây giờ chả biết là đang ở shop hay là đang đi đến shop, thì câu này chung chung cho sự nó là đang đi mua báo, còn nó ở đâu mình quan tâm làm gì cái thông tin đó. À, làm sao mình phải biết chính xác là cô ấy đang ở shop làm cái gì. Rồi câu số 4 là Tom thì đã đi ra ngoài, anh ấy sẽ trở lại khoảng 1 giờ nữa, thì câu này bắt buộc phải dùng gone ấy. Dùng been thì biết ở đâu, anh ấy ở ngoài ngoài bao la như thế, dùng been thì nghe nó vô duyên. Thì go là đi ra ngoài, muốn đi đâu thì ông đi, còn been thì tôi phải biết là ông ở đâu thì tôi mới nói được, ở đâu còn lâu mới nói. À, cho nên là tôi cho ông ấy gone đi. Rồi là bạn sắp tới nhà, sắp tới ngân hàng à? Không, không, tôi vừa mới ở ngân hàng về rồi. Chỗ này chơi hẳn ở đi chứ không phải đi nữa. À, cho nó hoành tráng, tôi vừa ở đấy xong còn đi làm cái gì nữa. Giờ ông còn hỏi tôi sắp đi, tôi chả ở đấy, tôi về rồi, để xem đáp án họ như nào. Câu 1 thì họ cho pin ở hẳn đấy để mua, rồi mua nhiều cho phù hợp. À đấy, lại còn mấy cái động từ. Thôi kiên trì ăn 6 phát đi. Gone, gone thì nó có rồi, có là go, to go, goes, went, gone là cái này mình đưa ra ở bên trên rồi. Ông thứ hai là ông been, à been, been là một động từ to be, thì động từ của nó là be, to be. Thế còn chia ở các ngôi ấy thì nó lại là em, nó lại is, chứ nó lại không thêm s es đúng không? Rồi gì nữa, rồi thế còn quá khứ của nó lại là was and were. Còn dạng thêm ing của nó là being, và tiếp là verb 3 của nó hay là past participle là been. Đó, thì thằng to be nó cũng giống như bọn kia, cũng 6 dạng như thế, 2, 4, 6. Nhưng mà ở cái dạng thứ hai và dạng thứ ba, tức là dạng hiện tại và quá khứ đơn ấy, thì nó lại chia thành 3 dạng và 2 dạng nữa. Cho nên là làm nhiều học sinh cứ nghĩ là to be là nó động từ đặc biệt, nó khác các thằng khác. Thực ra thì nó cũng là bất quy tắc rồi, chả khác cái gì cả, cũng 6 cái dạng đó. Và nghĩa của nó là ở, là thì, là, vân vân. Nghĩa của nó cũng chạy theo câu, nó không cố định lắm. Động từ tiếp theo, à mà chỉ có hàng này thôi, nói hàng này là hết, mà cứ không gone thì bin mà. Đi mua báo cho nên là mình cứ cho nó đi, không phải ở shop mà mua nữa. Tiếp theo là đi ra ngoài, gone. Tiếp theo là ở đấy rồi, về rồi cho phù hợp. Đúng không? Đấy thì nó cũng giống như mình dự đoán thôi, không có gì cả. Rồi học xong hiện tại hoàn thành rồi, nó lại đưa ra tiếp hiện tại hoàn thành, chắc là ở những tình huống khác. Bây giờ lại nghiên cứu một cái đoạn hội thoại họ đưa ra. Thằng Dave thì nó hỏi là gì? Jay, mày có đi du lịch, đã từng đi du lịch nhiều chưa? Hạ, mày đã đi du lịch nhiều rồi phải không? Thì nó dùng hiện tại hoàn thành.
Tại sao nó lại dùng hiện tại hoàn thành? Là vì cái thằng Jane này còn khỏe, còn trẻ. Cho nên cái việc đi du lịch của nó là đã diễn ra trong quá khứ, là đi rồi, đi nhiều mà. Rồi hiện tại nó cũng đi du lịch, rồi tương lai nó vẫn còn có thể đi du lịch. Cho nên cái việc đi du lịch này là diễn kéo dài từ quá khứ tới thời điểm nói và còn có thể trong tương lai. Thế còn nói về một người đã chết, đã mất. Thì ví dụ như Bác Hồ đã bôn ba qua nhiều quốc gia để tìm đường cứu nước. Thì vì cái công việc, cái việc mà Bác đi nhiều nước, nhiều quốc gia như vậy là kết thúc rồi. Vì Bác đã đi xa, không còn ở thời điểm nói, Bác không còn thực hiện hành động đấy nữa. Và trong tương lai cũng không, nên phải dùng quá khứ đơn. Và nên quá khứ đơn thì nên để những cái năm cố định. Bởi vì quá khứ đơn là biết chắc chắn là nó xảy ra khi nào. Cho nên mới có chuyện là năm 1911 Bác ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng. Thì đương nhiên là như vậy, vì năm 1943 Bác trở về biên giới phía Bắc, ở chỗ Cây Đa, Tân Trào, vân vân. Tôi cũng ngu lịch sử lắm, nhưng cũng cố nhớ, nhưng không biết có đúng hay không. Cái đó thì mình phải dở ra thì mình đọc về tiểu sử của Bác, thì cứ tra cứu liên tục. Thì các bạn sẽ thấy là họ khuyên trong cái trường hợp mà hỏi ai về người đó còn khỏe mạnh, còn đi được nữa thì nên dùng hiện tại hoàn thành. Thường thì chúng ta học để thi, chúng ta không để ý đến tình huống này, cho nên khi ra giao tiếp thực tế thì chúng ta hay dùng sai, thậm chí là cũng chả biết được, dùng bừa đi. Dùng bừa đi thì phải gặp người nước ngoài nhiều, họ chỉnh cho, thì mình bắt chước họ nữa, thì nó mới quen miệng, chứ không thì mình cứ hỏi bừa đi. Thì trả lời là vâng, tôi đã ở rất nhiều nơi khác nhau, đến rất nhiều nơi. Tức là tôi đã đi và đặt chân ở đó rồi, rất nhiều địa điểm rồi. Đó. Thì người phương Tây và người châu Mỹ thì họ đi kinh khủng. Và chỉ có mỗi cái đợt dịch Covid vừa rồi mới ngăn được chân họ. Còn họ không sợ cái gì, một mình lang thang trong rừng đạp xe xuyên Việt. Người Việt thì chưa chắc làm được việc. Người Việt còn chưa biết hết nước Việt. Tôi chả biết hết tỉnh của tôi. Trong khi người nước ngoài thì nói chuyện với họ tận bên Mỹ, họ cũng biết đến cả xã nhà mình. Họ đến họ có tiền, nhưng cái gì ngon họ ăn, họ biết hết, họ thưởng thức, họ nói. Mình chỉ nói phét. Tôi thích phở. Phở gọi là một cái món mà đặc sản của nước tôi ngon. Nhưng mà thực tế ra bát phở bây giờ mà đặc sản tầm 500.000, bố mình không dám ăn. Dại gì mà ăn, nên toàn ăn bát phở 5.000 thì làm sao mà cứ khoe với họ, hai thằng cùng khen ngon. Thực tế là mình có biết đâu, họ ăn bát phở khác vì họ có tiền. Thì trong trường hợp đó cũng dùng hiện tại hoàn thành. Và bắt đầu có cái động từ, à không, bây giờ cũng chỉ có been thôi, chưa có động, à trên có động từ rồi kìa, động từ đi du lịch, thì mình phân tích động từ đó, đây, travel, cho nó thành 6 dạng của nó đi, travel thì đương nhiên là nó có to travel. Cái động từ này mình hay dịch là đi du lịch, tức là đi để khám phá nhiều cái địa danh mới thì nó cũng là đi, nhưng nó không phải đi làm ăn, nó không phải là đi quan hệ quốc tế, mà nó là đi chỉ để du lịch thôi. Thì nó cũng như go, như quen thôi. Rồi cái động từ này thì nó thêm, có thêm s không? Để xem nó dạng đấy, nó là gì? Travels. Enter pattern. Nói du lịch là nó toàn đưa thực tế luôn. Vì từ này nó không phải là một từ, mà nó là một ngành, ngành du lịch. Cho nên là những cái từ ngữ của nó toàn bán vé máy bay cái thứ.
Rồi, thì nó cũng có. Và đây nó có hẳn một cái trang về cái từ này vì nó rất là thông dụng đi du lịch. Rồi chắc là thằng này thì thêm ID thôi. Rồi cứ gõ phát cho nó quen. Xem nó bất quy tắc không. Không, đúng không? Thằng này có quy tắc. Thì nó còn có travel à. Rồi còn có travel link à. Nó còn có travel thêm ed traveled traveled đó thì hai cái dạng cuối giống nhau cho nên là tôi không biết hai lần nữa thì vẫn có sáu cái đó thì mỗi thằng một kiểu à. Rồi câu bên dưới là vậy à, bạn đã từng ở Trung Quốc chưa, tức là bạn đã từng đi đến và đặt chân ở Trung Quốc, ví dụ như Vạn Lý Trường Thành hay là sông Hoàng Hà hay là Vũ Hán. Bây giờ tự nhiên là Trung Quốc có Vũ Hán là trước không nổi tiếng, bây giờ nổi tiếng rồi. Thì ở đây có động từ vẫn là động từ been thì mình nói rồi, không cần nữa. Rồi trả lời là vâng. Tôi thì đã ở Trung Quốc 2 lần rồi. Đó. Thì các cái tình huống mà họ đưa ra để dùng hiện tại hoàn thành. Bạn đã đi du lịch rất là nhiều rồi phải không? Vâng, tôi đã ở nhiều nơi rồi. Rồi bạn đã từng ở nước này, từng ở nước kia chưa? Vâng, tôi đã từng ở đó 1 lần, 2 lần, 1.000 lần rồi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là đều dùng hiện tại hoàn thành. Sau này những cái câu đó thì ta dùng. Thế còn Ấn Độ thì sao? What about you? Còn về bạn, what about ai? Về tôi á. What about India? Về Ấn Độ thì sao? What about Việt Nam? Còn Việt Nam thì thế nào? Đó, thì mình bắt chước. No, tôi chưa từng ở Ấn Độ. Đấy là câu khẳng định và câu phủ định. Và qua một cái đoạn hội thoại này thì người ta đưa ra kết luận, người ta đưa ra như sau là khi mà chúng ta nói về một cái giai đoạn thời gian mà nó tiếp diễn từ quá khứ cho đến bây giờ, thậm chí là còn xuyên qua quả bây giờ thì chúng ta nên dùng hiện tại hoàn thành. Có nghĩa là những cái việc mà hai thằng này nó nói chuyện với nhau, ví dụ như là bạn có đi du lịch nhiều không thì là cái quá trình đi du lịch của bạn là ngày xưa, bây giờ và sau này. Rồi bạn đã từng ở Trung Quốc chưa? Ngày xưa, bây giờ, sau này. Rồi thế còn Ấn Độ thì sao? Ngày xưa, bây giờ, sau này. Đó. Mà nó vẫn còn đang có thể diễn ra được. Ví dụ như là mình đang có ngôi nhà của mình thì mà tôi đã sơn cái ngôi nhà này rồi, sơn rồi, thế à? Sơn 2 lần rồi, thế à? Là cái ngôi nhà mình đang ở thì dùng hiện tại hoàn thành. Nhưng mà cái ngôi nhà đập một phát đi xây nhà mới, ngày xưa ấy, tôi đã sơn cái ngôi nhà kia bằng sơn gì sơn kia là không có cơ hội nữa. Đến bây giờ, đến thời điểm nói là không cái bao giờ cái việc đó còn diễn ra được nữa. Cho nên là sẽ phải thuộc về quá khứ. Nói về vợ cũ, người yêu cũ thì đương nhiên là phải quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn vì những cái đó nó dứt rồi. Ở hiện tại nó không có. Thế nó mới gọi là cũ chứ. Còn hiện thời thì ví dụ như là mình đang là học sinh thì mình sẽ nói việc cái việc đi học, kiểm tra, thi cử các cái là hiện tại hoàn thành, tức là những cái đó nó đã diễn ra và nó cũng đang diễn ra rồi, sao nó sẽ diễn ra. Nhưng mà mình học hết cái thời học sinh rồi thì tất cả những cái việc gì của cái thời học sinh đó nó trở thành quá khứ đơn và nó có gắn năm vào đấy. Năm 1998 tôi đã tốt nghiệp
lớp 12. Ví dụ như vậy thì nó rồi năm 1992 thì là lần đầu tiên tôi đã học tiếng Anh. À, tôi đã được biết đến tiếng Anh vào năm 1992, ví dụ như vậy. Thì nó sẽ có năm gắn vào đó thì nó phải dùng quá khứ đơn. Thế còn những cái việc học tiếng Anh của tôi á, thì tôi đã học tiếng Anh được 5 năm, 10 năm, 20 năm thì phải dùng hiện tại hoàn thành. Là bởi vì cái việc học tiếng Anh của tôi nó đã kết thúc đâu, nó diễn ra trong quá khứ, bây giờ vẫn diễn ra và sau này có thể vẫn diễn ra trừ khi tôi chết. Đó. Thì người ta muốn nhấn về cách dùng thôi. Còn về cấu trúc thì chúng ta lại phải học ở quyển khác. Ở đây thì Dave và Ray thì đang nói về những cái nơi mà Jay đã đến thăm trong cái cuộc đời của cô ấy. Những cái mà nó, những cái khoảng thời gian mà nó tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Bên dưới lại hỏi tiếp, bạn đã từng ăn trứng cá chưa? Trời, trứng cá đắt bỏ cha rồi, ai dám ăn. Thì cái này các bạn phấn đấu đời của các bạn thì ăn trứng cá nhiều vào. Trứng cá này là trứng cá đắt tiền ấy. Còn tôi thì ăn trứng của cá sọi, cá mại bầu thì ăn đầy. Trả lời ăn rồi, bảo không. Cái trứng cá mà 100 triệu một cân cơ. À, trứng cá gì? Trứng cá hồi. Trứng cá muối chưa? Thì trả lời là đấy, đấy là một câu. Bạn đã từng, tức là bạn đã ăn chưa? Ngày xưa đã ăn chưa? Bây giờ vẫn còn có cơ hội để ăn mà. Rồi chúng tôi chưa bao giờ có một cái ô tô, xe hơi. À đấy, thì chúng ta nhìn thấy một cái động từ mới là động từ ăn. Thì mình cho nó 6 cái dạng của động từ ăn. Đó là động từ ăn là eat, to eat, eat, eating, eating, quá khứ đơn ate, ate. Thế còn sang kia là gì nhỉ? Lại phải tra. Lại vào đây. Phiền anh này chút. Eating. Eating. À, đó. Thì lại cho 6 dạng của nó. Ở bên dưới ăn thì có rồi. Lại bạn đã đọc Hamlet. Bạn đã đọc Hamlet chưa? À, thì ở cái chỗ này là phải phiên âm là read. Bởi vì mình chạy theo cái thằng từ điển. À, theo cái trang kia thì nó sẽ có hai nhưng mình không để ý. À. Ấn vào lưu bên trên kia. Loạn hết lên rồi. Thì bạn đã từng, thôi kệ nó vậy. Hay là quay lại không lưu đi nhỉ? Bỏ lưu kiểu gì, lưu rồi. Ở đây, húi 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 húi. Thì bạn đã đọc cái Hamlet chưa? Hamlet chưa? Thì bảo chưa. Tôi chưa từng đọc bất cứ một cái vở kịch nào của, xem cái ông này đọc là gì? Shakespeare. Ờ, cũng giống nước mình đọc Shakespeare gì đấy, nhưng mà cái âm sh nó phải nặng. Shakespeare. Rồi. Ờ. Đó.
Thì ở đây cũng phải đây, bên này thì đã phiên âm là red mà bên này thì không. Thì tiếp thì cái ông read này cũng cũng ông đọc này tôi đã nói rồi, tôi không nói thêm nữa. Ông yêu ông Susan thực sự là yêu cái bộ phim đó. À, còn nhiều không? Còn nhiều lắm. Dài quá rồi. Hôm nay dừng ở đây đã. Xong rồi video sau thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp. Và dần dần mỗi ngày một ít thì cố gắng mỗi người góp một chút. Thì cái phần ngữ pháp nó sáng tỏ dần. Thì mỗi một người khi tra cứu ngữ pháp chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Và cái phần nào nó sai á, nó không đúng, nó vi phạm bản quyền nọ kia thì các bạn comment xuống bên dưới hoặc là các bạn liên hệ với cái Gmail là Nguyễn Mạnh Quyết a2bs1a@gmail.com. Thì các bạn cho thì tôi làm nữa, mà các bạn không cho thì tôi xóa video hoặc để ở cái chế độ ẩn vào. Tại vì cái này là làm cũng say sưa đọc, thì mỗi người cứ lấy bừa trên mạng đi rồi chia sẻ cho nhau thì nó vi phạm bản quyền là điều chắc chắn. Và những cái nhà này họ cho thì mình được dùng, mà họ không cho thì mình xóa nó đi, thì phải chấp nhận thôi. Còn thứ hai là những cái mà nó sai thì tại vì cũng tự học thôi, cho nên biết đâu được, làm gì có hội đồng thẩm định ở đây, cho nên sai đúng thì các bạn góp ý, mà nếu nó sai nhiều quá thì hủy ý không làm nữa, vì nhiệt tình cộng với gì đấy, ngu ngốc thì bằng đại phá hoại chết toi. Nhưng nếu mà nó giúp ích được mọi người thì chúng ta tiếp tục làm. Cái đó thì ai mà biết được cứ xông vào mà làm. Nhiều bạn hỏi cái đấy khó có hay dễ hay như thế nào không biết, cứ lao vào mà làm đó. Thì làm rồi mới biết nó khó hay dễ được. Rồi, nay dừng ở đây đã.